Đức Hiếu nuốt nước mắt khi bà Merito đầu xót nói ra điều này trước bàn thờ Phi Nhung ở Việt Nam. Cũng về thăm nhà Phi Nhung trong đợt về quê hương vừa rồi như những nghệ sĩ khác của trung tâm Thúy Nga. Nhưng khác một điều là bà chủ trung tâm chỉ chụp hình chứ không quay phim như mọi người. Làm cho nhiều khán giả lầm tưởng rằng bà chị vội đến rồi vội đi. Thế nhưng trên thực tế, bà Merito đã dành cả tiếng đồng hồ để ở lại chơi với các con nuôi của Phi Nhung. Và có một điều quan trọng hơn cả là để đứng trước bàn thờ của cố ca sĩ Phi Nhung, nói ra những điều chôn giấu suốt bấy lâu nay, những tâm sự của bà chủ trung tâm được em họ Phi Nhung tiết lộ. Từng lời nói khiến Đức Hiếu đứng bên cạnh đó chỉ biết nước nghẹn, nuốt nước mắt vào trong. Bà Merito nghẹn ngào. Lần thứ hai chị về thăm nhà em, sao em chỉ ra đón chị có một lần. Chị buồn lắm Nhung ơi, trong suy nghĩ của chị từ đó đến mãi về sau hình ảnh phi nhung có tình yêu thương bao la luôn hiện hữu không chỉ lo cho con cái anh em lo cho mọi người không những như vậy mà còn lo cho trung tâm thúy nga chị nhớ như in sau này trung tâm thúy nga có làm chương trình thì cũng cần nhà tài trợ khi đó phi nhung bên việt nam cũng không làm việc với merito lâu rồi mỗi lần phi nhung về làm việc với thúy nga chỉ được có mấy ngày rồi quay xong là đi liền chứ không có thời gian cho trung tâm không làm được những bài hát sáng tác được nhiều. Nên lúc này Merito mới nói Phi Nhung rằng, cứ về Việt Nam lo cho thị trường Việt Nam đi, khi nào đứng vững ở thị trường Việt Nam rồi thì về đây với chị. Dù ở Việt Nam nhưng Phi Nhung vẫn lo cho chị nhiều như thế nào. Trung tâm Thúy Nga như thế nào, Phi Nhung cũng giúp cho Trung tâm Thúy Nga kiếm được những nhà tài trợ, giúp chị cùng Trung tâm có kinh phí để tiếp tục thu hình chương trình Paris by Night. Chỉ còn nhớ khi Covid xảy ra, có những chuyện làm chị đau buồn nhưng phi nhung an ủi chị chị bây giờ vẫn còn có em bây giờ chị không cần gì hết em sẽ giúp chị kiếm nhà tài trợ cho chị bây giờ chị chỉ cần có tiền thôi chị có tiền là chị sẽ làm được tất cả không ai khinh chị đâu thành ra khi phi nhung mất thì cái tiếng của phi nhung cứ bền tài suốt điều này chị nói thật chị cảm thấy rất có lỗi với cô ấy vì trong lúc còn sống tính của cô ấy như con nít vậy chị thấy khi đó chị không có chăm sóc và lo lắng cho cô ấy giống như khi cô ấy lo cho chị nên chị thấy rất có lỗi cuối lời bà merito cũng không quên nhắn nhủ đến khán giả xin hãy tiếp tục dành sự yêu thương đến cho cố ca sĩ phi nhung giúp cô ấy có thể an lòng nơi chính suối